Xin mến chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Viết Phú trong ngày hôm nay. Thì mới nhất của hôm nay thì em sẽ quay về một số loa của Onkyo, của JBL. JBL đấy có rất nhiều loa đẹp, JBL và Diatone nha bác. Với cái loa tầm khá được thịnh hành một chút, em sẽ quay cái tầm loa lớn là thịnh hành cho bác cùng xem. Tuy nhiên thì cái việc mua những cái đôi này thì cũng khá là khó khăn vì việc vận chuyển em đi xa. Ở đây thì em đi từ nhà lên đây đi tàu mất 30 phút. Từ tàu ga tàu về quán này đi mất đi xe đạp khoảng tầm 40 phút nữa. Nên là cũng hơi khó khăn. Vào đây thì có một ông bạn, ông em, ông ấy có đưa xe đạp ra để đón anh em phóng xe đạp lên đây. Cũng khá vất vả để đi quay được mấy cái loa này cho các cùng xem. Nên những con loa này thì tạm thời sẽ quay cho bác tham khảo là chính. Còn mua được hay không thì em cũng chưa dám chắc các bác là sẽ mua được nha các bác. Rồi em sẽ đi vào nội dung video chính của hôm nay. Đầu tiên là một đôi JBL. Con này khoảng tầm chục cân một cái. JBL L40 người ta đang bán ở đây với giá là khoảng tầm gần 14 triệu một cái. Sản xuất năm 1978 một đôi nhé. 14 triệu một đôi, sản xuất năm 1978. Vẫn còn trong bọc mà. Hàng cũ thôi, đã có sử dụng những khi là đi bán người ta bọc trong bọc mà. Rất là đẹp. Người ta không có xoay cái mặt đấy ra để em xem thông tin đằng sau vì nó cũng khá to nên em không dám xoay, các bác thông cảm. Nói chung là cái con này thì âm cũng khá khủng đấy. Đây bên này, nó kín quá, nó che luôn nên không quay được, các bác thông cảm. Không xoay ra được để xem. Đây tạm thời sẽ quay sơ sơ, bác quay vậy. L40 nhá, giá gần 14 triệu nhá bác. Chưa vận chuyển này. Rồi sang bên kia sẽ một số con khác của JBL khác này. Đây JBL Z216 Pro này. Con này xuất 1985 và made in USA nha các bác. Đây có thông số đó này. Đây USA nha các bác, đây chữ USA nha, California này. JBL này, con này có công suất từ 60W và không thấy công suất tối đa ghi ở đây, nhưng mà tuy nhiên thì con này có điểm trở là chạy là 8 ohm và cái suất âm suất sẽ là 80 dB. Khá đẹp, vẫn còn trong bọc trong túi bóng. 1985 mà người ta dùng giữ đẹp như thế này quá là nể. Phía sau người ta không quay ra, người ta tháo một cái căng ra rồi để em nhìn cái USA kia. Rồi thì tiếp theo sang một đôi khác, JBL Studio 230. Con này thì khá rẻ, nó cũng không rẻ lắm so với cái kích thước của nó nhỉ. Con này cũng khá chất, đời 2013, có giá nó là 7 triệu đồng. Công suất không thấy ghi ở đây, không xoay được ra sao nên các bác thông cảm. Đấy thì bảo hành 3 tháng nhé các bác. Tiếp tục bên cạnh đấy là một con một đôi loa của gì đây, Felista, có giá là khoảng 15 triệu đồng, đắt thế nhỉ. Có âm suất ra là 87 dB, cũng khá là chất, khá khủng. Bảo hành 3 tháng. Loa nhỏ nhưng mà chất, đắt, 15 triệu một đôi như này. Có chất Felista chứ. Đấy, đây các bác tham khảo là chính bằng gỗ, vân gỗ vàng đẹp. Thì ở dưới đây có một dưới đây có một đôi JBL TZ63 có giá khoảng tầm 1,1 triệu. Con này thì rất là gọn nhẹ, không gọn nhưng mà nhẹ. Đó, đời 2003, có 6 ohm và công suất bình thường là 45W, không gây công suất tối đa là bao nhiêu, chắc là lên tầm 150, 70 kHz, 70 Hz cho đến 30 kHz tần số. Đấy, khá là chất, đẹp. Đây có một mỡ loa khác, sau 3 em sẽ không quay vì em tập trung vào cái video này là của thằng JBL và Tannoy. Em sang bên kia quay mấy loa Tannoy và PV cho bác xem. Tiếp tục giới thiệu đến các bác là một đôi Tannoy System 8NFM Cherry 2. Con này có giá khoảng tầm hơn 15 triệu tại Nhật, chưa kể vận chuyển. Một con như này nặng tầm hơn 10 cân.
thì về Việt Nam nó thuê tầm khoảng tầm cả ship công thứ tầm hơn 3 triệu tiền vận chuyển, thì nó rơi về tay khoảng tầm 18 triệu cho đến 19 triệu gì đấy, trong khoảng đấy tôi tùy vào cái từng giá tiền Nhật thay đổi từng ngày. Đôi này sản xuất năm 1991 và còn bảo hành 3 tháng. Con này là highway và điện trở 8 ohm, tần số từ 48 Hz cho đến 25 kHz. Và tất nhiên là không xoay được phía sau để quay cái thông số cụ thể cho các bác, nhưng con này thì gần như là cái sản xuất là made in England hết, sản xuất ở Anh hết chứ không có China hay là Việt Nam. Vẫn còn trong bọc, con này đẹp khoảng tầm hơn 95%. Long lanh, rất là long lanh. Tan noi thì cái độ chất của nó thì không phải bàn. Và tiếp theo là một con JBL 4305 HWX có giá khoảng tầm gần 14 triệu. 4305 H compact monitor có bát 20 nhé, và công suất 150W, bảo hành 3 tháng. Đấy, rất là đẹp, long lanh, bọc trong túi bóng. Rồi bên này cũng có rất là nhiều loa khác, anh em thì tạm thời sẽ tập trung vào Diatone Tannoy đây và JBL. Đây có một đôi Diatone nữa R205 có giá khoảng tầm 35 triệu đồng một đôi như này. Thì con này thì chất rồi, hai quay Diatone này khoảng 5 chứ cân một cái như này, quá kinh khủng, em cũng sợ luôn con này luôn, quá khủng. Em cũng không đề xuất gì để như việc mua đôi này cả, quay cho bác tham khảo là chính. Hotech thì con này nó chỉ có hai cái loa này thôi. Hotech cũng là một trong những cái hãng loa dòng mà em thì không có nhiều khách chơi về Hotech lắm, nên là em cũng quay lướt qua cho bác xem thôi. Ở đây có một dây BLN38 có giá của nó là khoảng tầm 5,5 triệu nhỉ. Sản xuất năm 2000 và điện trợ 8 ohm, 3 quay nhá, có 3 quay, 3 đường. Thì chép cái thứ đấy, lời và bát đấy. Khá đẹp, em sẽ quay cho bác xem. Nè, bằng gỗ đen đẹp, long lanh. Rồi bên này là một con băng cối là Sony. Đây rồi. Em tĩnh không quay đâu, nhưng mà em sẽ tiện thấy con này sẽ quay luôn cho bác coi. Có rất nhiều bác đặt con này, em chưa lấy được, rồi chưa có để mà quay cho bác ấy. Đây là một con Sony TC9000 6900. Con này thì là một cái dạng đầu gì đây, chơi băng cối, chơi các thứ. Nói chung trong này em không sành lắm đâu, nhưng mà thấy bác hỏi nhiều thì em cũng quay lại cho bác xem thông tin nó. Người ta đang bán ở đây với giá 9 triệu đồng này, bảo hành 3 tháng này, có đầy đủ hết, mới, rất là mới, đầy đủ hết các thông tin. Dầu lướt qua sơ sơ thôi. Dưới đây là một đôi HB1500. HB1500 có giá là mới là khoảng 60 triệu, bây giờ giá cũ người ta bán 10 khoảng 18 triệu gì đấy. Con này có một cái. Con này thì chỉ có một cái thôi bác. Con này thì có một cái. Mà giá 18 triệu đắt thế. Ai chơi. Thôi, bỏ qua. Bên đây là một con đôi Diatone này đi, 45 triệu đôi này đi. Kinh nhờ. 45 triệu một con đôi Diatone này. Cũng là 2S305, nó nặng khoảng tầm 50 cân một cái. Thôi nghỉ cho khỏe nhỉ. Quay cho bác xem thôi, chứ còn bảo mà mua sắm mấy con này thì em cũng xin gọi là xin phép được từ chối. Đấy, nó quá là kinh khủng. Rồi xong bên này là một đôi JBL cuối cùng của cái quán này luôn. JBL 4312B. Con này có rất nhiều bác hỏi em chưa tìm được để quay. Hôm nay thì rất là mừng có để quay cho bác xem. Con này mới khoảng tầm 95%. Tháo cái căng ra xem. Đây bên trong thì các cái gân loa và màng loa các thứ thì vẫn còn đẹp tuyệt vời, như mới, long lanh. Và cái giá nó người ta bán cũng rất là long lanh luôn. Nó có giá khoảng tầm 18 triệu cho một đôi như thế này, chưa vận chuyển,
một cái này nặng tầm hơn chục cân rồi. Thì về Việt Nam nó rơi vào tầm khoảng 20 mấy triệu đấy, rất là đắt. Đấy thì em cũng xin hết cái video này tại đây, hết mấy con loa JBL này rồi. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bác. Em xin một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại.